Ga Minh Hào, phòng của hội anh em sau một năm có gì thay đổi? Thì dạo gần đây như anh em cũng biết là tôi rất là hay livestream luôn. Và có nhiều bạn á nhìn đằng sau lưng của tôi, xóm bạn bảo là: ủa, phòng của Phong lại thay đổi nữa hả ta? Thì thật sự là tôi cũng là một cái người rất là hay thay đổi phòng của tôi, cho nên là phòng tôi lúc nào cũng đang cũ rồi chuyển thành mới, cũ chuyển thành mới hết. Mấy bạn nào mà có xem những cái vlog của tôi hay những cái livestream của tôi ngày xưa thì chắc các bạn cũng biết phòng của tôi ngày xưa là như thế này nè. Đó, rồi như thế này, rồi lại như thế này, rồi lại phát triển lên từ từ đó. Và đây chính là căn phòng hiện tại của tôi. Và cũng có rất là nhiều bạn tò mò rằng là Ga Minh Hào của Hero Team sau một năm mọi người sống ở đây thì nó đã thay đổi như thế nào, thì cho nên hôm nay mình sẽ review căn phòng của mình. Ok, thì bây giờ tôi nên bắt đầu từ đâu ta? Phòng của tôi thì nói chung nó cũng có rất là nhiều thứ thay đổi các bạn ạ. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ review trước về cái bàn máy tính của tôi đi. Ok, đây mấy bạn lại đây. Hiện tại là như bạn đang thấy thì bàn máy tính của tôi là nó đang có đến tận 4 cái màn hình luôn các bạn ạ. Đấy, thì mỗi lần làm việc tôi sẽ ngồi vô như thế này nè. Và mỗi ngày tôi đều livestream cho các bạn. Khi mà tôi ngồi vô trong máy tính của tôi, bạn thấy cái máy tính của tôi nhìn nó giống như là một cái điều khiển của NASA. Rất là nhiều màn hình luôn đó. Ở trên bàn của tôi thì như bạn thấy thì tôi xài đến tận 2 cái bàn phím mấy bạn ạ. Ở bên đây thì tôi có thêm mấy cái thanh này, chắc bạn cũng biết rồi. Khi mình nói chuyện thì nó sẽ dâng lên. Alo, 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 à, nó sẽ dần lên như thế. Ở bên đây thì có mấy con ong ếch nè, đấy. Rồi bên này có gấu bông của Sammy các bạn ạ. Không thể nào thiếu được gấu bông của Sammy. Đấy, trời ơi, tôi phải để ngay bàn làm việc, tôi lấy động lực các bạn hiểu không? À, ok. Ok. Và kế bên cái bàn máy tính của tôi á thì ở chỗ này như bạn đang thấy thì tôi có bày một số những cái con Beric mấy bạn ạ. À. Đấy, thì đây là Beric hàng pha ke nha các bạn nha. Nói chung là tôi không có thú vui chơi Beric các bạn ạ. À. Cho nên là tôi mua để trang trí thôi. Chứ nhiều người họ mua là đồ thật á thì mấy con như thế này cũng phải cỡ vài chục triệu cũng có nữa các bạn, cực kỳ xịn luôn. Nhưng mà tôi chỉ dùng để trang trí thôi, cho nên tôi xài hàng fake thôi các bạn ạ. À. Đấy. Ok, tại vì tôi không có thích chơi Beric. Đấy. Ok. Bên dưới này thì có mấy con gấu bông mà mấy bạn fan đã tặng cho tôi nè, ở trong fan meeting nè. Đó, nhiều bạn fan tặng quà cho tôi, tôi sẽ để hôm nay đây sẽ là cái kệ mà tôi dùng để trưng những cái món quà mà fan đã tặng cho tôi. Mấy cái món quà mấy bạn tặng cho tôi bỏ vào đây hết. Chỗ này thì đây là một cái thứ mà rất là nhiều người xem livestream của tôi mà mấy bạn toàn để ý cái này thôi. Đó chính là đôi giày này. Có nhiều bạn bảo là: anh ơi, sao đôi giày nó bay được hay quá vậy? Thật ra thì cái đôi giày này bên trong của nó là nó có một cái... Thật ra là bên trong đôi giày này nó có cục 500 nha các bạn nha. Thì cục 500 này các bạn chỉ cần bỏ vô đôi giày nè. Đó, sau đó bạn để đây nè, là ngay lập tức nó sẽ bay lơ lửng như thế này và nó xoay được thôi. Đấy. Thì mấy bạn cũng biết là đôi giày của ai tặng tôi đó. Của các bạn nè các bạn. Của bạn Sammy tặng cho tôi đó mấy ông. Cho nên đôi này là cái đôi mà tôi thích nhất trong bộ sưu tập giày của tôi luôn. Cho nên tôi sẽ để nó ở đây để cho nó xoay vậy cho mấy bạn chiêm ngưỡng ở trên livestream. Đấy. Đẹp quá nha. Ai. Còn đây chính là bàn làm việc. À không, nhầm. Đây chính là bàn để tôi ngồi tôi ăn uống các bạn ạ. Cái này chính là cái ghế sofa của tôi. Thì cái ghế sofa này tôi cũng mua lâu lắm rồi. Thì cái ghế này á là mấy bạn có thể kéo nó ra làm thành cái giường để nằm ngủ được luôn á. Đấy, thì tôi để ở đây để cho mà bạn bè của tôi nè, hay là ba mẹ của tôi có tới đây á thì có thể có cái ghế này, ba mẹ tôi ngồi xem tôi làm việc. Đó, bên này là bàn máy tính. Còn ở đây thì ba mẹ tôi ngồi đây nhìn tôi làm việc. Đó, ok. Cái kiểu thế, bạn bè tôi tới đây là sẽ ngồi ở đây. Đấy. Rồi, còn cái này chính là một cái bàn của tôi. Cái bàn nó hơi bẩn xíu, bạn thông cảm nha. Tại vì ánh sáng nó chiếu vô á cho nhìn nó bẩn vậy thôi, chứ thật ra là sạch lắm nha các bạn. Ok, tại vì nó hơi bị đọng nước thôi. Đó. Thì cái bàn này của tôi á là một cái bàn nó được kết hợp với một cái tủ lạnh luôn, để bạn bè của tôi tới đây có thể mở cái bàn ra và sau đó lấy nước ra ngồi ăn ngồi uống luôn. Đó, khá là tiện. Ok. Tiếp theo nữa thì tôi review gì ta? À, sẵn trên cái bàn này review đến con này luôn. Cái con này á là cái con Iron Man của tôi. Thì chắc các bạn nào mà có coi cái video mà tôi đập hộp cái con này thì chắc bạn cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà sau một năm tôi sử dụng nó, một năm tôi để nó trang trí, thì anh em của tôi đến đây quậy quá, thế là nó gãy hết trơn rồi. Các bạn coi nè, mấy cái ngón tay của nó gãy hết trơn rồi. Quay quay vô cho mấy bạn coi nè.
Đó mấy ông thấy không, gãy hết trơn rồi, cái mấy ngón tay gãy hết trơn rồi. Bên này cũng vậy, bên này còn đúng một cái ngón duy nhất luôn. Cảm giác như nó đang chửi tôi vậy mấy ông. Đấy, nhưng mà cái con này thì được cái nó vẫn còn đẹp, cho nên thôi tôi vẫn giữ lại, mốt tôi kêu người ta đến làm lại cái bàn tay cho nó. À, ok, con này vẫn còn xịn, vẫn còn xài được nha. Ok, rồi, ở bên này thì tôi có trang trí thêm, à mấy cái tờ tiền trên đây là tiền giả nha các bạn, không phải tiền thật đâu. Tôi không có giàu đến mức mà tôi trang trí tiền thật đâu nha các bạn. Tiền thật mà dán ở trên tường vậy phí, hiểu không? Cái này tiền giả nha các bạn nha. Ok, ở bên này thì tôi có để chậu hoa nè, rồi thêm mấy cái tượng mô hình, ví dụ như tượng con khủng long nữa bạn. Nhắc cái tượng khủng long mày bực ghê á. Ngày xưa tôi mua cái tượng này á, tôi nhìn trong hình á, tôi tưởng nó bự lắm mấy ba. Tôi tưởng nó bự ơi là bự luôn. Nếu mà nó bự thiệt bự, tôi để cái bàn trang trí cho nó đẹp. Ai về đâu mua về mở ra nó khác gì con lãi không? Bé tí tẹo. Nhưng mà thôi kệ không sao. Đấy, ở bên này thì tôi có cái tượng của Luffy. Đấy, quá là đẹp luôn. Ở đây có ông nào là fan của One Piece không? Ông nào là fan của One Piece comment xuống bên dưới cho tôi biết nha. Còn ở trên này chính là cái kệ mô hình của tôi mấy ông ạ. À. Thì tôi thật ra là tôi cũng không có phải đam mê mô hình, mà tôi chỉ muốn mua mô hình để tôi trang trí phòng tôi cho nó đẹp thôi. Đó. À, ở đây các bạn có thể thấy là hình ở đây là của anh Báo Đen nè các bạn. Đó, anh Báo Đen. Bên này là anh Người Sắt. Anh Người Sắt, anh Iron Man. Đấy, chỗ này là anh Người Nhện. Cái tượng này Kairon hơi bị thích luôn mấy ông. Kairon cứ đòi tôi tặng cho Kairon cái tượng này. Nhưng mà tôi đang để đang đẹp tiếng đòi của ta kỳ cục, đúng không? Đó. Ở chỗ này thì có một cái quà của Jabun đã làm tặng tôi, một cái đầu nhân vật tôi trong Minecraft. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ review đến cái đống mô hình này nha các bạn nha. Đầu tiên như bạn thấy ở bên này thì tôi đang có hai cái tượng của Luffy các bạn ạ. Đấy, thì hai cái tượng này mới đầu tôi tưởng nó to lắm mấy ba. Ai dè ơi, mua về xong thấy nó nhỏ quá. Đó, nói chung là như thế. Đó, ok. Bên này á, nhân vật này quá nổi tiếng rồi, ai cũng biết rồi. Đây nè, tên bên dưới nè, đây là A nha các bạn nha. Đó, một người rất là ngầu luôn. Trời ơi, tôi ngày xưa tôi xem á là tôi thích nhân vật này, và chỉ là thích thứ nhì thôi nha. Nhân vật mà tôi thích nhất là ai? Đây. Nhân vật mà tôi thích nhất, Zoro. À, trời ơi bạn thấy, đây là cái tượng Zoro của tôi nè. Ở bên dưới này nó còn dư mấy cái đầu nữa các bạn. Tượng này dư quá trời đầu luôn các bạn. Quá trời đầu của Zoro nè, tôi để bên dưới đây tại tôi không biết để đâu hết. Đây là tượng của Zoro, một cái tượng Zoro. Rồi bên dưới này hai tượng Zoro, ba tượng Zoro, bốn tượng Zoro, năm sáu cái tượng Zoro luôn. Và trên đây bảy tượng Zoro. Ở bên đây nữa 8 tượng Zoro. À, bạn thấy không? Ôi, nói chung là tôi khá là thích Zoro các bạn ạ. À. Mặc dù là tôi cũng ít xem One Piece lắm, tại vì ngày xưa tôi xem, hình như tôi xem mới được có 300 mấy tập à. Ừ, tôi mới xem được có 300 mấy tập và bây giờ hình như là nghe đâu mấy cái tập sau này nó còn nhiều cái thú vị hơn nữa, nhưng mà tại tôi không có thời gian xem. Nhưng mà tôi rất là ấn tượng với Zoro và tôi cực kỳ thích Zoro, cho nên tôi mới mua tượng của Zoro để trang trí trong phòng của tôi. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem qua mấy cái tượng này nha. Ok, cameraman quay giúp anh mấy cái tượng này nha. Đấy, nói chung đây chính là cái kệ mô hình của tôi các bạn ạ. À. Mặc dù là nó cũng ít thôi, không quá nhiều các bạn hiểu không? Nhưng mà nó đủ để trang trí cái phòng của tôi đẹp hơn. Đấy. Rồi ở bên này thì phía trên này đây. Phía trên này chính là những cái tượng đẹp nhất mà tôi thích nhất. Đây các bạn nhìn nè, cái tượng Zoro nè. Tôi còn thêm cả đèn led cái kiểu vô cho nó chớp nên nhìn nó ngầu thực sự. Trời ơi nhìn nè. À, quá là đẹp luôn các bạn. Tôi thích cái tượng này nhất. Tôi thích cái tượng này nhất luôn. Đó. Ở bên này thì cũng có thêm những cái tượng khác nữa. Đó. Mặc dù tôi không dám nhận tôi là fan cứng đâu, nhưng mà trong phòng tôi rất nhiều Zoro. Ok, ở bên dưới này thì là màn hình TV. Đó. Thì cái TV này tôi để trong phòng vậy thôi, chứ tôi bình thường tôi cũng coi phim hay là tôi chơi game, tôi chơi bằng máy tính không à. Còn cái TV này tôi để tôi bật lửa cháy vậy, tôi ngồi tôi sưởi ấm vui mà, phải không? Hơi tốn tiền điện xíu, nhưng mà nó vui. Ok, nói chung mà nhìn cũng đẹp mà đúng không? Nhìn nó cũng chiêu, ok, nói chung là như thế. Ở bên dưới này thì ngoài cái tủ lạnh này ra thì tôi còn thêm cái tủ lạnh bên dưới này nữa. Thật ra tôi cũng không biết tôi mua tủ lạnh này để làm cái gì mấy ông ạ. Nhưng mà thôi, tôi cứ mua tôi để lỡ bữa nào tôi có đồ ăn hay gì mà cái tủ lạnh này nó đầy thì tôi để vô đây. Đó, ok, bạn nào cần mua lại tôi bán lại rẻ cho nha. Còn ở bên này chính là giường của tôi. Yeah. Ok, đây là giường của tôi. À, Zoro. Trời ơi,
ngay cả giường ngủ của tôi cũng trang trí anh Zoro vô nữa, anh Zoro hay là anh Zoro. Nói chung là tôi hơi bị cuồng nhân vật này các bạn ạ. Ở bên này thì giường ngủ của tôi thì thôi cũng không có gì để nói hết. Giường ngủ của tôi thì là có gấu bông của tôi thôi. Đấy. Này là đồ mấy bạn có thể mua ở ngoài shop, shop Hero có bán đầy thôi. Đó, đây nè. Ok. À có cái này nữa bạn, đây. Bạn biết đây là ai không? Đây là bé bông đấy. Sau cái thời gian tôi ra Sài Gòn tôi nhớ bé bông quá bạn ạ. Cho nên là tôi quyết định mua một cái thú bông hình con mèo màu trắng thế này để tôi nhớ bé bông. Nhớ bé bông quá. Ok, tôi để bé bông ở đây. Lâu lâu tôi ngủ tôi lại ôm bé bông đó. Thì phía trên giường của tôi thì chính là kệ giày của tôi mấy ông ạ. Thì kệ giày của tôi thì tôi không biết bao nhiêu đôi nữa. Tôi không biết bao nhiêu đôi nữa. Để em coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chắc cũng khoảng tầm gần 30 đôi đó mấy ông ạ. Gần 30 đôi giày của tôi ở bên kia còn nữa nè. Nhưng tí nữa tôi qua bên kia review sau đó. Thì đây chính là những cái đôi giày của tôi. Thì tôi cũng không tiện nói giá tiền của mấy đôi này lắm. Mấy bạn tự lên mạng tìm đi. Nếu bạn nào tò mò về giá tiền thì tự lên mạng tìm đi, tôi cũng không có tiện nói đó. Nhưng mà tôi một khi đã nhắc đến giày là phải là giày real nha. Beric có thể là Beric fake, tại vì tôi để tôi trang trí thôi. Nhưng mà giày thì chắc chắn phải là giày real. Bởi vì thật sự là tôi có một cái niềm đam mê và là một cái sự hạnh phúc của tôi khi mà tôi cầm một cái đôi giày mới trên tay. Cho nên là mỗi lần mà có tiền hay là có quỹ đen là tôi sẽ mua giày mới. Đó. Mấy cái đôi này có nhiều đôi tôi còn chưa mang nữa cơ. Nhưng mà thôi tôi thích mua nhiều vậy á. Tại vì là đôi nào tôi thích thì tôi sẽ mua đôi đó. Nói chung là bây giờ mà ông nào mà hỏi tôi về giày á nha, là tôi ngồi tôi nói chuyện đến chiều luôn cũng không hết nữa. Tại vì là tôi đam mê rồi các bạn. Cho nên là tôi tìm hiểu về giày rất là nhiều luôn. Thì ở đây á, là tôi có những cái đôi, ví dụ như là cái đôi này là đôi của anh Z-Dragon đó các bạn đó, một idol, ông hoàng cây bóp đó. Thì đây là cái đôi mà tôi mua, tôi có một đôi màu đen nữa nhưng đôi màu đen tôi để ở bên dưới rồi, tôi hay mang đôi màu đen. Còn đôi này thì tôi ít mang, nên là tôi để lên tôi chân đó. Bên này thì có đôi của Travis Scott nè. Rồi, có thêm mấy cái đôi, ôi đây có cái đôi này đẹp thật sự các bạn ạ. Đôi này nó giống như một con gấu bông vậy các bạn. Nhìn y hệt một con gấu bông vậy á. Bảo đảm anh cameraman nhìn, anh cameraman cũng thèm lắm á, đúng không? Ok. Đó. Bên này thì có những cái đôi, ví dụ như là đôi có màu của con tắc kè bông nữa bạn. Nó xanh đỏ tím vàng tùm lum màu hết. Đấy. Còn ở bên này thì sẽ là một cái đôi. Ui, đôi này hơi bị đặc biệt. Đôi này hồi rớt kệ đi. Đây là một cái đôi Toy Story các bạn ạ. Đấy, bạn nào có coi phim hoạt hình này chưa? Đây chính là anh Cowboy nè, đây là anh Robot nè. Hơi bị dễ thương luôn. Đôi này tôi cũng chưa có mang, tại vì tôi mua chủ yếu tôi để chân thôi à. Tại tôi cũng không dám mang nữa, mang nó bị bẩn uổng lắm các bạn ơi. Tôi đam mê cho nên tôi chỉ thích gọi là sưu tầm thôi. Hả? Còn góc bên này là cái góc để đồ linh tinh các bạn ạ. À. Cũng có vài đôi giày tôi để ở đây. Ví dụ đôi này của Gucci nè. Thì cũng có vài cái đôi giày tôi để ở đây. Thật ra cái góc này là cái góc mà tôi để đồ linh tinh. Ví dụ lược nè hay là xịt keo tóc đồ kiểu bình xịt phòng tôi để ở đây hết. Mấy cái đôi giày này là hết chỗ để rồi chứ để tạm đây thôi. À quên, ở trên này bạn biết cái này là gì không? Cái này là kính VR thực tế ảo bạn ạ. À. Đợt đó là tôi không hiểu sao tôi mua lần hai cái luôn á ba. Như rảnh tiền hay gì á thiệt. Mua một người một chơi một cái thôi được rồi. Tại vì ngày xưa tôi nghĩ là mua cái này về xong rồi anh em bọn tôi sẽ xúm lại với nhau, mỗi người đeo cái sau đó chơi game với nhau. Nhưng hóa ra mua về xong có mình tôi chơi, không ai chơi hết. Cho nên là để đây luôn. Để lâu quá nó cũng bám bụi hết trơn rồi. Không có chơi. Ok. Nói chung là góc này cũng không gì đặc biệt đâu. Nếu mà nói rằng là đẹp á thì cũng cũng ưng ý tôi rồi. Không biết là mấy bạn có thấy đẹp hay không, nhưng mà riêng tôi là ưng ý rồi nha. Ok, tùy từng gu của mỗi người. Có thể nhiều người thấy là tôi để đèn nhiều thế này rồi đồ mô hình đồ kiểu nhiều, mấy bạn lại thấy nó hơi rối, nhưng mà đối với tôi thì nó lại đẹp đó. Cho nên tôi chỉ muốn review cho các bạn biết về cái căn phòng làm việc mới của tôi thôi. À quên nữa, cuối video còn thêm một cái kèo là ăn cua hoàng đế nữa. Mấy bạn có nhớ lần trước chúng ta chơi game Human Fall Flat không? Thì Camui nè, Simi, Sammy đã thua, cho nên là bọn tôi đã được một chầu cua hoàng đế miễn phí. Ok, tí nữa nhớ coi nha. Rồi, ok bạn ơi. Và như cái trận lần trước bọn mình chơi Human Fall Flat á, bạn nhớ không? Thì hội chị em đã thua, cho nên là anh em bọn tôi đã có cua để ăn. Quá đã. Cua hoàng đế nha. Thì mình nghĩ rằng là chắc mình không cần review về cái con cua hoàng đế hay đâu. Chắc bạn nào cũng biết nó là như thế nào rồi, tại mình cũng có ăn nhiều trong những video khác rồi, đúng không nào? Ok. À quên, hôm nay là thiếu Camui các bạn ạ. À, hơi buồn xíu đúng không mọi người? Đúng rồi, buồn.
Trời, mua về Hà Nội rồi. Sắp tới thì mình sẽ có những video rất thú vị tại Hà Nội. Quảng cáo nữa. Bây giờ chúng ta sẽ gọi điện thoại cho Ca Mui để chọc quê Ca Mui nhé bạn. Ca Mui về Hà Nội rồi. Ok, tôi gọi điện cho Mui thử nè. Được không vậy? Được, đây để gọi, rồi. Ba món à? Ba món à, ba ăn cua. Kiwi. Ăn nhiều, để vậy luôn hả? Ok, được rồi bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần người ta gọi là chia nha bạn nha, chia nha. Chia Mui à? Thôi mình đừng ăn cái này miễn phí, nó vui lắm không ơi. Trời ơi, được ăn miễn phí nó đã. Đây, cái chân cua này, chân to nhất nè, cho Sam với Sim nha. Đây, hai cái chân đằng sau to nhất. Thôi, cho tôi chân trước đi, cho đẹp. Nó ngọt ngọt. Ôi trời ơi, ngon. Mui ớt xanh. Đưa cho Mui xem coi nè. Mui ơi. Trời ơi, nhìn mà muốn nhức cái nách. Đã không? Ngon quá Mui ơi. Ngon quá. Rất ngon đi. Trời ơi. Ngon quá Mui ơi. Trời ơi, sao nó bự vậy trời. Xem ơi, xem thấy cái món cua hoàng đế này thế nào? Ngon, nhà đang đói nha, ngon. Đang đói ngon hả? Sam thấy thế nào Sam? Ngon không? Ngon hả? Còn Cairon thế nào Cairon? Được bao là mình vui rồi bạn ơi. Yeah. Được bao là vui rồi. Cảm ơn, cảm thấy như thế nào Mui nhờ? Ngon hả? Được ăn online đã quá rồi. Ngon. Ok bạn ơi, nói chung là bọn mình á thì bọn mình đã trả xong kèo cua hoàng đế nha. Lần trước á là hội cho em thua, là hội cho em thực hiện, các bạn hiểu không? Thì cái giá tiền của con này mình không nói đến, ok? Nhưng mà cũng hơi chua đấy, đúng không? Hơi chua đấy. Anh Dịch đã tới rồi, mời Dịch ăn. Chào các bạn. Có bự vậy? Hôm nay chúng ta đến với cả video mukbang sẵn nha. Làm miếng thật là to là anh ơi, ầm cái à. Cái gì mà rớt, tè le vậy anh ơi. Cá Mui ơi, ở Hà Nội có người tiếng Mui cua hoàng đế không? Ôi ngon lắm Mui ơi. Ngon quá trời ngon luôn. Ngon Dịch. Ngon hả? Ok. Nói chung là bây giờ là trả kèo xong nha các bạn nha. Đó, Việt Nam nói là làm, phong cận nói là làm, bạn hiểu không? Đấy. Ok. Rồi. Rồi. Ở vlog sau nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở vlog sau nha. Bye. Ngon quá. Ngon quá. Hello team.